và Phước Hưng chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Cha, ngày hôm nay á, Phước Hưng thấy Kim Thảo mặc có một bộ trang phục của bộ giống như cái màu sắc của cái món ăn ngày hôm nay lắm đó nha. Vậy đó hả? Vậy là ngày hôm nay Phước Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị món ăn mà có màu tím hả? Wow, hấp dẫn quá nha, tò mò nữa. Bật mí cho Kim Thảo biết đi. Không, cho đoán 3 lần đó. Cho Kim Thảo đoán 3 lần luôn hả? Món ăn có màu tím thì chắc chắn là phải làm từ nguyên liệu có màu tím. Cà tím. Không đúng. Không đúng hả? Nếp cẩm. Không đúng luôn. Vậy là chỉ còn có một cơ hội nữa thôi hả? Vậy thì chắc chắn là bắp cải tím. Càng lại không đúng luôn. Thôi, thôi để Phước Hưng tiết lộ cho. Đó chính là khoai mỡ tím. Khoai mỡ tím hả? Nhưng mà thường khoai mỡ người ta chỉ để nấu canh thôi. Không biết là ngày hôm nay Phước Hưng sẽ giới thiệu đến món gì từ khoai mỡ tím. Khoai mỡ tím chúng ta sẽ làm bánh. Làm bánh hả? Nhưng mà một món bánh theo yêu cầu của... của khán giả. Đúng rồi, thì ngày hôm nay thì Phước Hưng đã nhận được một cái lá thư của chị Hàng Mỹ Dung, nhà ở quận 8, thì chị đã gửi thư về cho chương trình. Thì chị nói là cả nhà của chị á, ai cũng thích ăn cái món bánh khoai mỡ chiên giòn lắm. Thì ngày hôm nay thì chị muốn chương trình của mình để mà hướng dẫn cho chị làm cái món ăn này, chính tay chị làm cho cả nhà chị ăn đó. Hưng bật mí luôn món ăn ngày hôm nay đi. Và món ăn của ngày hôm nay đó chính là bánh khoai tím nhân thịt. Để thực hiện món bánh khoai tím nhân thịt này, mình cần phải chuẩn bị những gì? Cần có những nguyên liệu như sau: 100g khoai mỡ màu tím, 50g giò sống, 50g thịt nạc xay, 100g tôm đất, trứng cút, nấm mèo, hành tím băm, hành lá và các gia vị thông thường, đặc biệt là Archiquick bột chiên giòn hải sản. Khoai tím á, thì chúng ta có thể cạo hoặc là băm ra đúng không? Nhưng mà để chọn khoai tím ngon thì phải chọn như thế nào? Khi mà chúng ta mua cái khoai tím cho thật ngon thì các bà nội trợ hãy lựa những cái khoai tím có màu tím đậm nè và... màu đẹp đúng không? Ừ, đúng rồi đó, cái màu cho đẹp. Và khi chúng ta bổ dọc cái khoai ra mà ở trên bề mặt của khoai nó có cái độ nhờn là khoai của chúng ta ngon. Còn khi khoai bị khô là khoai đó bị sượng không còn ngon nữa. Kim Thảo nhớ rồi. Quý vị ơi, quý vị đã nhớ chưa? Khi chúng ta chọn khoai mỡ tím thì nhớ là chọn khoai có màu tím đẹp nè. Và khi bổ đôi ra thì trên bề mặt có rất là nhiều chất nhầy. Đó chính là khoai ngon. Công đoạn đầu tiên đó chính là làm nhân và ướp nhân. Hưng sẽ cho cái phần nấm mèo mà chúng ta đã băm nhuyễn hay là chúng ta sắc nhuyễn cũng được. Thêm vào trong đây là một muỗng cà phê hành tím băm và một tí xíu tiêu. Chúng ta trộn đều lên. Tiếp theo thì Hưng sẽ cho vào đây giò sống, thịt nạc xay, tôm đất nè, củ hành tím băm này và một tí xíu hành lá nữa. Và Hưng sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê đường và một tí xíu tiêu. Chúng ta cứ ép cho đều tay như vậy. Rồi bây giờ Kim Thảo làm này dùm cho Hưng ha. Rồi, sẵn sàng. Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị một bước rất là quan trọng cho món ăn này, đó chính là chúng ta phải pha bột với khoai mỡ. Chúng ta hãy đổ hết 30g Archiquick bột chiên giòn hải sản. Và ở đây Hưng có 30g nước, nó tương đương với tỷ lệ bột là 30g bột và 30g nước. Thì Hưng sẽ pha cho nó tan đều hết nè. Bây giờ bột nó đã đều rồi thì Hưng sẽ cho hết cái phần khoai mỡ này vào. Và Hưng trộn đều cái phần khoai mỡ với cái bột này lên. Nó Hưng sẽ cho hết cái phần hành lá này vào cái bột này. Wow. Và bây giờ cái phần nhân thì chúng ta đã ướp rồi. Thì bây giờ Phước Hưng đã chia sẵn 10 viên thịt là tương đương với 10 cái viên trứng cút đó. Chúng ta lấy cái phần nhân này lên trên cái lòng bàn tay, ép cái phần nhân này ra cho nó hơi dẹp một tí xíu. Rồi chúng ta dùng cái trứng cút này ấn vào trong và dùng hai tay chúng ta sẽ áo bọc tròn đều lại, nắng cho nó hơi tròn tròn là cái phần nhân của chúng ta được rồi đó. Trời ơi. Bây giờ chúng ta lần lượt làm hết cái phần trứng cút này đi. Rồi, bây giờ cái phần nhân thì của chúng ta đã chuẩn bị xong. Hưng sẽ bắt cái chảo dầu lên. Và bây giờ chúng ta hãy cho một tí xíu dầu ăn lên, chúng ta thoa đều cái phần tay. Tại vì khi mà bột với khoai mỡ nó rất là dễ làm dính tay của chúng ta, rất là khó do. Và Hưng sẽ cho vào đây khoảng một muỗng bột này. Quý vị ơi, khi mà chúng ta bọc nhân thì quý vị nhớ là chúng ta phải cho dầu ăn lên trên tay nhé. Thoa đều trên tay để nhân không bị dính vào tay quý vị. Sau khi mà mình áo nhân xong rồi mình phải thả liền vào dầu hơn. Đúng rồi đó Kim Thảo. Rồi chúng ta thả vào. Khi chúng ta chiên cái món bánh này thì quý vị khán giả hãy nên để lửa vừa và chiên đến khi nào mà cho bánh được vàng giòn là bánh đã được rồi đó. Rồi bây giờ Kim Thảo khuấy nhẹ nhẹ đi. Trở cho nó đều mặt đúng không? Rồi thì bây giờ cái bánh khoai mỡ của chúng ta nó từ từ nó vàng đều rồi đó. Bây giờ chúng ta coi cái nào vàng thì chúng ta hãy vớt lên nha.
Hưng sẽ cắt cái phần khoai mỡ này ra. Đó, thì Phước Hưng đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái dĩa trang trí rất là hấp dẫn. Và Phước Hưng đã chuẩn bị cho Kim Thảo một miếng nè. Cảm ơn Kim Phước Thảo Hưng. Thử. Hưng ơi, món này mà dùng chữ ngon thì không phải chính xác đâu, phải là tuyệt vời mới đúng. Cái phần bên ngoài nha, Thảo thấy là nó giòn lắm. Giòn bởi vì nó nhờ có Aziquid bột chiên giòn hải sản đó quý vị. Và tiếp theo bên trong thì có độ dẻo dẻo của khoai. Rồi cái phần nhân rất là hấp dẫn bởi vì nó được làm rất là đặc biệt. Từ tôm nè, từ giò nè, từ thịt nè. Rồi bên trong lõi lại còn có trứng cút nữa. Trời, món này quá hấp dẫn luôn. Chắc chắn là món này Kim Thảo sẽ làm vào dịp cuối tuần này quý vị ạ. Và quý vị ơi, hãy làm món bánh khoai tím nhân thịt nhé. Và gửi những cảm nhận của quý vị về món ăn này đến cho chương trình theo hộp thư là số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Số điện thoại 083-823-7557. Và truy cập vào website mongonmỗingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và một điều đặc biệt nữa mà Kim Thảo muốn gửi đến quý vị đó chính là từ nay đến 12 tháng 10, mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với món ngon mỗi ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu đồng. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên website của chúng tôi. Còn bây giờ thì Kim Thảo cùng với đầu bếp Phước Hưng xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.